Vâng, em trung tâm điện tử Tạp Hóa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời mến chào quý vị và toàn thể anh em nhé. Và quay trở lại video clip buổi chiều ngày hôm nay 18 tháng 10 năm 2023. Vâng, một siêu phẩm tiếp tục cập bến trung tâm buổi chiều ngày hôm nay. Trước màn hình nhỏ quý vị và anh em đây là một cặp loa PV 3 đường tiếng. Cặp loa này có cái model là SP3G các bác nhá. SP3G, loa sử dụng một bát đơn 40 từ 220 côn họng 100, một trung 18, một tép kèn. Đấy, mã này bên em về cung cấp cho anh em rất là nhiều rồi này. Đấy. Chuyên săn lùng những cặp loa PV Mỹ xịn còn di nguyên để cung cấp đến tay các bác anh em sử dụng. Này, cặp loa đẹp cáu cạnh, di nguyên bản các bác nhá. Đấy, lát nữa em tháo nội thất ra quay cho các bác anh em quan sát nội thất của cặp loa PV 3 đường kính 3G các bác nhá. Đây, loa PV SP3G đây các bác. Đấy, công suất trung bình từ 350 đến 700W, maximum 1400 các bác nhá. Đấy, trở kháng 8 ohm, hỗ trợ 4 cổng jack 6 ly này các bác này. Đây, model sản phẩm đây. Model PV SP3G. Đấy. Hàng Mỹ xịn quá nhá. Đấy, hàng sản xuất tại Mỹ. Đấy, loa đẹp cáu cạnh, zin nguyên bản. Vâng, PV 3G 3 đường tiếng liên tục bên trung tâm sưu tầm những cặp loa Mỹ PV về để phục vụ đến các bác và anh em. Vâng, thì bây giờ em tháo nội thất quay cho các bác anh em mặc cái nội thất của cặp loa PV 3G các bác nhá. Đấy, loa bao nguyên zin, bao đẹp nhá. Đây, nội thất của em ở đây các bác ơi. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, hàng zin nguyên này. Đấy, bên em chuyên săn những cặp loa Mỹ PV. Đấy, hàng zin nguyên, đẹp để về cung cấp đến tay các bác anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đây là cặp loa PV 3 đường tiếng các bác nhá. Đấy, cái mã này bên em cung cấp rất là nhiều cho anh em. Chất âm tuyệt vời. Đấy, những anh em đang dùng những cặp PV, chất âm của nó phải nói là tuyệt đỉnh các bác nhá. Đấy, không có điểm trừ. Đấy, cái mã 3G này thì kích thước chiều cao nó cũng được thiết kế như là 2G, 2X. Đấy. Chiều cao là 82 các bác nhá. 82, chiều ngang của thùng là 52, sâu là 58. Thùng gỗ bọc lỉ. Đấy, loa này về đường công này các bác này. Đấy. Bên em rất nhiều cửa để nhập hàng PV. Đấy, cho nên là những cặp loa bên em tuyển về đều còn nguyên zin hết các bác nhá. Đấy. Đây, cặp 3G bát 40 sử dụng từ 220 côn họng 100, một trung 18, một tép kèn. Tép này sử dụng từ 14 côn 51. Đấy. Mã của nó là 22XT PV Made in USA. Tem của cửa hàng đây các bác này. Đấy, em đã dán rồi nhá. Đây, em đặt lát em quay cái phân tần. Đây, trung 18 đây các bác. Đấy. Trung 18 nhá. Đây, từ của bát là từ 220 côn họng 100. Xương này là xương đúc các bác này. Đấy. Cực chất. Đấy, hàng bao nguyên zin. Đấy. Bao nguyên zin, bao đẹp các bác nhá. Đấy, các bác quan sát cái màng gân và màng này. Đấy, cái màng nó còn giữ được nguyên cái màu xanh các bác này. Đấy, thì các bác thấy cái độ mới của nó còn ok nhá. Đấy. Đấy, em nhấc cái bát là quay cho anh em nhìn cái phân tần. Phân tần của 3G rất là gấu, to bằng quyển vở của học sinh. Đấy, bóng chống quá tải cho tép. Đấy, sử dụng tới 3 cuộn biến thế. 3 cuộn biến thế này là để sử dụng cho 3 loa nhé các bác nhé. Đấy, một bát, một trung, một tép này. Đấy, phần tần cực gấu. Đấy, hàng bao nguyên zin. PV thì anh em thường thấy nó có cái mã màng này này. 10018 này. Đây, 10018 này nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, từ là từ 22, cồn 100. À, chung 18 tép này. Đấy. Vâng, thì với cặp loa PV 3G 3 đường tiếng sử dụng và bát 40 từ 220 côn 100, một chung 18, một tép kèn, cặp loa bao nguyên zin, bao đẹp.
Thì cặp loa này đang có giá 24 nhá. Bác nào có nhu cầu chốt cặp này liên hệ bên em. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Vâng, và địa chỉ bên em tại Thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, loa cực gấu. Thiết kế hai cái ngõng cắm cọc của con này. Bát rất mềm. Lời ca cực bay. Tép lẩy tí tách lách cách. Rồi, bác nào quan tâm cặp PV 3G này, kết nối kết bạn Zalo với hai số điện thoại trên, bên em sẽ gửi chi tiết cụ thể hình ảnh cặp loa PV 3G này cho các bác nhá. Rồi, ok, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.